Chào mọi người, nếu mọi người đang bị đau mỏi lưng vai cổ mà không biết tới em máy massage Mini BMW 56 thì thật là hơi tiếc đấy. Đây là dòng máy đang được rất nhiều người sẵn sàng chọn mua. Vậy lý do đặc biệt gì khiến máy thu hút mọi người chọn mua đến thế? Dưới đây chúng ta sẽ phân tích và đưa ra các lý do nhé. Do 1. Lựa chọn chế độ, cường độ, thời gian massage dễ dàng chỉ trên một bảng điều khiển vừa lòng bàn tay. Chỉ cần cầm trên tay một bảng điều khiển gọn nhẹ như này thì bạn đã có thể điều chỉnh cả một em máy massage Mini BMW 56 kia rồi. Các chế độ massage của máy còn được áp dụng công nghệ massage 4D thông thoáng, tác động sâu tới các vị trí massage đang bị đau mỏi. Ngoài ra, chế độ massage ở đây còn được áp dụng ánh sáng hồng ngoại heating. Các bạn có thể hẹn giờ 10, 20, 30 phút mỗi lần massage. Máy sẽ tự động tắt khi kết thúc một liệu trình. Rất là dễ dàng trong từng nút bấm. Lý do 2. Thiết kế lưới thông thoáng, cân bằng hơi nóng, hiệu quả cao. Đầu massage được bao phủ một lớp lưới thông thoáng, loại bỏ tình trạng đổ mồ hôi dẫn tới cái trường hợp bí hơi khó chịu khi massage. Bạn sẽ thấy rõ công dụng của lớp lưới này khi sử dụng chế độ nhiệt. Hơi nóng sẽ được cân bằng, khí huyết dễ dàng được lưu thông, các mạch máu được giãn nở. Lý do 3. Các đầu massage được đặt ở nhiều vị trí khác nhau, giúp tăng phạm vi massage, thúc đẩy hiệu quả khi sử dụng máy Mini BMW 56. Đầu massage giữ nhiệm vụ massage cho các vị trí khác nhau. Các đầu massage sẽ giúp mở rộng phạm vi thư giãn, thúc đẩy hiệu quả khi dùng máy. Lý do 4. Thiết kế đường cong vừa vặn với đường cong lưng cột sống, thúc đẩy hiệu quả trong quá trình massage. Máy có độ cong vừa vặn với đường cong cột sống, được thiết kế theo dạng massage thái 4D, lưng thoáng, thiết kế tiện dụng, eo thon hình chữ S chân thực. Nhờ sự tương thích này mà người sử dụng sẽ nhận được cảm giác dễ chịu tới đến. Lý do 5. Massage ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể dùng máy ở bất cứ đâu. Ngoài hỗ trợ massage vùng lưng và cổ, thì máy Mini BMW 56 còn dùng để massage các vị trí khác, ví dụ như là chân, hông. Ngoài ra, máy này còn được thiết kế rất là nhẹ, dễ cầm. Các bạn có thể sử dụng ở bất cứ đâu, như tại nơi làm việc, tại nhà, trên xe ô tô, mang theo khi đi du lịch. Trên đây là 5 lý do tại sao nhiều người lại lựa chọn em máy Mini BMW 56 này để loại bỏ đau mỏi lưng cổ chân hông. Nếu bạn đang gặp trường hợp này mà muốn chấm dứt ngay cái tình trạng đau mỏi ấy thì hãy mua ngay cho bản thân hoặc cho người thân như ông bà, cha mẹ một em máy này nhé. Liên hệ ngay theo số hotline 0393 838 126, website thiết bị y tế 24h.com, địa chỉ CL14, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để đón xem một cách nhanh chóng và dễ dàng nhé.